Bạn có đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng, nơi hạnh phúc đủ đầy, nơi thành công viên mãn và thịnh vượng dài lâu? Hà Nội Paragon, một tuyệt tác kiến trúc ngay tại trung tâm quận Cầu Giấy. Lấy cảm hứng từ những tinh thể kim cương vĩnh cửu, dự án với ba tòa tháp Happy, Elite, Victory sẽ là sự lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua. Tọa lạc tại trung tâm quận Cầu Giấy, từ Hà Nội Paragon, bạn có thể dễ dàng kết nối với trung tâm Hà Nội, sân bay Nội Bài, khu láng Hòa Lạc thông qua những tuyến đường giao thông huyết mạch. Dự án nằm giữa khu vực phát triển sôi động của thủ đô với mật độ cao các tiện ích công cộng như trung tâm thương mại Indochina Plaza, Đại học Quốc gia, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học Thương mại, Công viên Nghĩa Đô, Công viên Cầu Giấy, Bệnh viện Huyết học, Bệnh viện 198. Hà Nội Paragon mang tâm huyết của chúng tôi với mong muốn kiến tạo một cuộc sống theo phong cách Singapore giữa lòng thủ đô. Dự án có mật độ xây dựng chỉ 35% với 3 tòa tháp 30 tầng căn hộ cùng 3 tầng hầm thông thoáng, hệ thống thang máy hiện đại. Sảnh lễ tân và căn hộ thoáng đãng, nội thất sang trọng đẳng cấp với nhiều sự lựa chọn phong phú. Phòng khách rộng rãi cho những phút giây sum họp bên bạn bè và người thân, phòng ngủ ấm cúng cho những giấc ngủ an lành sau mỗi ngày học tập và làm việc, không gian phòng bếp độc lập cho những bữa cơm quây quần ấm áp. Hà Nội Paragon cung cấp đầy đủ các tiện ích nội khu, nơi bạn và gia đình có thể hòa mình vào không gian thiên nhiên bên quán cà phê ngập nắng. Thỏa sức mua sắm tại siêu thị, cửa hàng thời trang, rèn luyện sức khỏe với phòng tập gym hiện đại, hay thư giãn trong bể bơi ngoài trời. Và không gian sân vườn êm ả luôn chan hòa ánh nắng và cỏ hoa. Hà Nội Paragon, phong cách sống Singapore giữa lòng Hà Nội.